Hello anh em ha. Đồng Nai trưa ngày 30 tháng 6 nha anh em. Quay lên cho anh em xem một em trống Mỹ nha. Rau hết. Một máu nha anh em. Hiện tại 7 tháng 2,7 kg nha. Rất là hiếm những con lớn ký như vậy luôn nha anh em. Dưới em là khoảng tầm 6-70 con em mới lựa được một con lớn ký như vậy đó. Con này dự tính là mùa đầu là khoảng tầm 3 kg á. Chẳng rất là ok luôn nha, chuẩn nọc nha anh em. Con này hiện tại thì em đang để y nguyên mồng mồng với tích luôn ha, để cho anh em mang về ha, cho nó trên cái đường chuyên chợ đi thì nó an toàn hơn. Nhiều khi ở đây em cắt rồi thì anh em mang về, nhiều khi nó đi xa nó lạ nước ha. Con này cắt cái mồng, cắt cái tích đi, cái mặt nó bén ngót luôn á, mặt chút xíu à, bén ngót luôn nha anh em. Em sợ cắt tích đi thì cắt mồng cắt tích đi thì cái trên cái thời gian đường chuyên chợ sợ nó gà nó sụt ký ha. Rồi ai có bắt thì alo em ha. Lồng lồng vẫn đang còn đông rất là nhiều nha anh em, đuôi nguyên cái đuôi là toàn lồng ống không á. Rồi con này em để giá là 4 triệu nha anh em, giá trên bao phí ship cho anh em nha. Con này cha mẹ nhập hoàn toàn nha anh em. Rồi cho anh em.